Lễ chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Thì hôm nay Lễ chia sẻ với mọi người cái kỹ thuật chạy ren cơ bản dành cho những anh em mới nha mọi người. Thì Lễ bảo đảm sau khi xem hết cái clip này, mọi người ai không biết chạy ren cũng tự dưng biết luôn, chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì mới vừa hôm qua đây nè, là Lễ vẫn là chưa biết chạy ren như thế nào hết. Nhưng mà hôm nay Lễ đã làm được rồi, thì mọi người nhìn đây. Đó, bước 2 nè, 2 rưỡi nè, 2 nè, bước 3 nè, nói chung là bước nào Lễ chạy cũng được hết. Đó, thì khi mà chạy ren mình có hai trường hợp mọi người, một cái là chẵn so với bánh me và một cái lẻ so với bánh me. Lẻ so với bánh me thì cực kỳ là khó chạy, còn chẵn bánh me thì nó cực kỳ là dễ chạy. Thì Lễ sẽ chia sẻ trường hợp khó nhất và trường hợp dễ luôn, cả hai trường hợp luôn, không có giấu trường hợp nào hết, để mọi người cái nào mọi người cũng biết hết. Thì đầu tiên để nói gì chẳng bít me trước đây. Thí dụ cái bít me ở nhà mọi người nè, đây bít me này là bít me 6, cái máy của em là bít me 6 nha. Mọi người có thể là bít me 8, bít me 10, bít me 4 gì đó, nhiều loại bít me lắm. Bít me 6 tức là mình đếm từ cái đỉnh thứ nhất nè tới cái đỉnh số 11 nó ra là 6 cm. Đỉnh thứ nhất tới đỉnh số 11 nó ra 6 cm. Thì bít me 8 thì đỉnh thứ nhất tới đỉnh thứ 11 nó ra 8 cm, vậy thôi chứ không gì hết. Thì cái bít me 6 này nó sẽ chạy được những cái bước chẳng là bước 1 nè, tại vì 6 chia hết cho 1 nè, bước 2 nè, 6 chia hết cho 2, bước 3 6 chia hết cho 3, bước 6 luôn, 6 chia hết cho 6. Thì đó là những bước chẳng nó rất là dễ mọi người. Lúc đó là mình cứ nhả cái cần này mình lôi bàn thoải mái, nhả cái cần này lôi bàn tới lui thoải mái, không có phụ thuộc vào cái cần này nữa. Đó thì nó rất là dễ. Còn trường hợp khó hơn thì bây giờ em sẽ hướng dẫn với mọi người trường hợp khó trước nha. Trường hợp khó tức là những cái bước 1.25 nè, 1.5 nè, rồi bước 4 nè, nó bước 2.5 nè. Những cái bước đó là số 6 này nó không có chia sẻ được, không có chia cho những cái số đó nó ra, không có ra số nguyên mọi người. Nó ra toàn số lẻ không à. Thì những cái bước đó mình chạy mình phải đảo chiều động cơ. Thì đây, cách đầu tiên này là một cái cách, là cái trường hợp khó thì em chia sẻ trước nha mọi người. Thì em cùng mọi người bắt đầu nha. Thì đầu tiên để tiện được một cái ren hoàn hảo thì mình phải biết được cái kích thước trục mọi người. Đó. Mặc dù là cái bước ren mình biết rồi, đó, mình tiện đúng bước ren luôn, nhưng mà cái kích thước trục mình sai thì sẽ dẫn tới ăn khớp không hoàn hảo. Tức là một khi nó to hơn một tí xíu là mình dặn vô rất là cứng, còn nó nhỏ hơn tí xíu là mình dặn vô nó có rơi rắc lắc, nó lỏng lẻo mọi người. Đó. Thì để chuẩn bị được cái kích thước này thì mọi người cần phải biết được cái bước ren. Thì ví dụ cụ thể ở đây em có một cái con tán 20, bước là 2.5, bước thông dụng trên thị trường nè mọi người. Thì mọi người chuẩn bị cái trục này là trục 20, nhưng mà mọi người phải tiện thêm, tiện bớt đi, nó phải nhỏ hơn 20. Mình lấy cái bước 2.5 mình nhân 2 lên là thành 5, thì mình trừ đi 5 gem mọi người. Nếu mà bước 3 thì mình nhân 2 lên thành 6 gem. Đó, bước 4 mình nhân 2 lên 8 gem, cứ vậy mà trừ. Thì ở đây em đang chuẩn bị cho mọi người đây là tiện ren 20 nè, bước 2.5 thì em đã trừ hao rồi luôn trong này. Đó, thì em đo cho mọi người xem nó còn 19.5 nè mọi người. 19.5 ha. Đó, nó cũng xây xích tí xíu thôi không thành vấn đề, nhưng mà 19.5 là đẹp. Đó, em đã trừ đi 5 gem rồi đó. Đó. Thì những anh em nào mới giống như Lễ vậy nè, mình cố gắng mình chích cái rãnh ngay chỗ này. Đó. Để làm chi? Để khi mình lỡ rút dao ra không kịp, với lại mình dễ canh mọi người. Rút dao ra không kịp với dễ canh. Đó. Nó tới rãnh này bắt đầu mình rút dao ra là vừa. Đó. Đối với những em mới, còn những anh em mình giỏi rồi thì thoải mái để y chang như vậy cũng được. Đó. Nhất là những anh em tập tiện. Với lại một điều quan trọng nữa, sau khi là mình sắp được nhông rồi hết rồi, thì nếu mà cái phôi này nè nó dài được như vậy thì mình lôi ra tới ngoài này luôn, rồi mình chống tâm, đừng có kẹp sát trong này. Tại vì mình mới tập hoặc là mình mới làm, nó chưa có quen. Một khi mà cái dao này nó va vô trong đây, nó đã nguy hiểm rồi. Mà cái đài này nó va vào trong đây nữa, nó càng nguy hiểm hơn nữa. Tức là nó hư hao rất là nhiều, thiệt hại rất là nhiều mọi người. Nó va vô ngay chỗ này, mình lỡ rút dao vô không kịp á, thì nó hư dao, nó gãy dao thôi. Tại vì nó sẽ chạy còn một khoảng dài nè, để nó chạy để mình kịp thao tác. Còn nếu mà mình để cái đầu này nó nằm sát vô trong này, đó, một khi mà mình rút dao ra không kịp rồi mình lớ quớ, mình quýnh quán lên là cái dao này nó tán vào trong đây luôn, là lúc đó nó hư, nó thiệt hại nhiều dữ lắm. Cho nên khi không cần thiết mà phải đặt sát trong này thì mình cứ lôi hết ra ngoài này rồi mình chống tâm vô mình tiện. Hoặc là những anh em mới tập tiện thì cố gắng lấy cái phôi dài thiệt là dài, y chang như em là người mới tập tiện nha, thì lôi dài ra ngoài này chắc ăn, nó không hư hao gì của mình. Lỡ mà nó qua đây thì gãy dao thôi chứ không gì hết, nó rút ra không kịp thì gãy dao. Rồi thì bây giờ em cùng mọi người sẽ cùng nhau tiện cái ren 20 ha mọi người. Thì em nói luôn, em là người mới tập tiện cho nên là thao tác của em sẽ y chang như những anh em mà mới bắt đầu làm, cho nên là em hướng dẫn sẽ rất là tỉ mỉ luôn. Thì mọi người theo dõi từ đầu tới cuối, em sẽ đặt hai camera để mọi người coi cái thao tác tay chân của em ở ngoài này, với lại trong này thì mọi người coi nó trong quá trình tiện sẽ như thế nào. Em còn quên một điều này nữa là mọi người bật lên cho máy chạy để cái dao ngay chỗ cái phôi mình rà dao vô, rà dao ngang vô cho nó vừa chạm ha, nó vừa chạm mình quay trở lại ngay chỗ này, ngay để chỗ này mình lấy phấn mình vạch dấu để mình biết hồi mình canh, mỗi lần mình cho ăn một tí xíu mọi người. Đó, mình canh ha, mỗi lần cho ăn khoảng chừng 5 gem thôi. Đó, mình mới thì mình không cần mà ăn gấp làm gì hết trơn á, làm từ từ thôi, từ từ nó quen tay tự nhiên mình nhanh à. Đó, thì ở đây Lễ còn số đồ đầy đủ nè, cho nên là để ngay vị trí không đó, tức là dao nó vừa chạm nè, vừa chạm tí xíu nữa mình lôi lại tới ngay đầu kia, rồi mình cho nó lên 5, cho nó lên 5 gem là bắt đầu mình chạy là ngon. Đó, lôi nó ra nè, lôi nó ra đây đó, rồi bắt đầu cho vô 5 nè. Đó, mình kéo vô 5 rồi bắt đầu mình gạt cái cần này xuống là nó cho ăn vô. Đó, rồi giờ em cùng mọi người thao tác nha. Mình làm cái bát đầu tiên nha mọi người. Bát này em làm 5 gem cho nó mượt. Tới đây là mình rút dao thật là nhanh ra, cái này lại rút hơi sớm. Kệ, bát thứ hai mình phủ lại.
rồi đảo chiều động cơ đã nó lại trở về vị trí ban đầu. Sau đó quay cái bàn giao ngang thêm 5 gem nữa, hồi nãy vị trí 0 thì giờ thành 10 rồi đó mọi người. Đó, tới đây rút thật là nhanh ra. Đồng thời nếu mà máy mình có thắng mình đạp thắng luôn nha mọi người. Nếu mà không có thắng thì nó vất vả hơn, không có thắng thì tới giữa giữa mọi người bắt đầu tắt máy là vừa, cho nó thả trớn tới cuối là vừa. Rồi bát thứ ba nha, 1,5 rồi đó, tức là 1,5 ly rồi mọi người. Tới đây rút dao thật nhanh, đạp thắng, đảo chiều động cơ cho nó quay trở về vị trí ban đầu. Mọi người nhìn cái thao tác tay em, có cái camera sau em quay cho mọi người xem á. Đó, thì mình chạy cứ chạy như vậy mọi người, cũng đơn giản thôi, không có gì khó hết trơn á. Nói chung là Lễ làm được thì mọi người làm được, Lễ cũng mới bắt đầu biết làm thôi, thì từ trước giờ Lễ chưa có tiện rang trên máy này mọi người. Cái máy điện tử của Lễ thì chỉ cần nhấn nhấn nút là nó làm thôi, chứ nó không có mà phải thao tác tay hay là em mới tập ngày hôm qua ngày hôm kia vậy thôi, mà hôm nay em đã biết làm rồi đó. Những cái bát cuối cùng á mọi người, mọi người cho ăn thật là mỏng nha, ví dụ cho ăn khoảng chừng 1-2 gem thôi, như vậy nó sẽ mướt mọi người, nó sẽ mướt sẽ đẹp. Còn trong cái clip này thì em chỉ hướng dẫn, em chỉ giới thiệu với mọi người, chia sẻ với mọi người cái cách làm thôi, chứ mà đẹp thì nó không đẹp rồi, lý do là em mới biết tiện à. Với lại cái con chip này cũng không phải là con chip chạy ren chuyên nghiệp nữa, này chỉ là chip 60 độ thôi, em bỏ vô em tiện đại thôi mọi người. Đó, em kết thúc rồi, bây giờ bỏ con tán vô thử nha mọi người. Đây mọi người chạy khi nào thấy răng nó bén nó nhọn lên thì mọi người dừng lại nha. Em để cái tay vô cho mọi người dễ thấy nè. Rồi dừng lại mình lấy ốc mình rà vô thử mọi người. Rà vô thử. Cái này cái con tán nó hơi bị méo thôi chứ cái răng thì đẹp, vừa khít là ngon lắm mọi người. Dặn tay nó hơi cứng cứng tay vậy là vừa dữ lắm nè. Đó. Tại con tán người ta gia công nó hơi bị xấu. Với lại em chạy bằng con dao không có chuyên chạy ren cho nên nó có vài chỗ không được đẹp, mọi người thông cảm nha. Nói chung là em chỉ làm chia sẻ để mọi người biết cái cách thôi. Còn vấn đề đẹp xấu thì người ta cho ăn ít ít thôi, đừng cho ăn nhiều như em vậy. Đó, thì từ từ nó đẹp thôi, cái này em cho ăn hơi bạo. Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ với mọi người cái mà tiện dễ hơn, đó là tiện những cái bước mà bước chẵn so với vít me. Đó, thì cái đó dễ ợt mọi người, em chia sẻ cho mọi người làm được, đó rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa có gia chạm lần nào mình cũng làm được nữa, dễ dữ lắm. Thì Lễ vừa chuẩn bị cái trục cho cái cách thứ hai của mình nè mọi người. Đó, thì cái này Lễ chuẩn bị ngẫu nhiên à, tại vì cái này Lễ làm cho mọi người xem thôi chứ cũng không quan trọng gì. Đó, thì đối với trường hợp thứ nhất á, là mình cài luôn cái vít me là mình không có nhả ra nha mọi người, trong suốt quá trình chạy là không có nhả ra, tức là mình chạy tới rồi mình trả đảo chiều máy để cho nó lui bàn giao về. Đó, cái vít me này là không có nhả ra. Còn ở trường hợp thứ hai này là mình chạy tới, mình chạy được một lần ren rồi, đó, mình cho nó ăn một lần rồi, bắt đầu mình thả vít me luôn, mình cho bàn giao chạy về luôn, mình quay bàn giao chạy về luôn, bảo đảm mọi người vô hồi nữa mọi người gài vít me vô nó vẫn đi theo cái đường bước cũ, an tâm, nó không có sai đâu mọi người sợ, tại vì cái này là bước chẵn. Thì em cũng nói luôn cái bước chẵn là như thế nào. Thí dụ á, cái vít me của mình đây, cái này là tùy thuộc vào vít me của mỗi máy nha mọi người, chứ không có máy nào giống máy nào. Ví dụ vít me 8, vít me 6, vít me 5, vít me 4 gì đó, cái vít me của Lễ là 6 nè. Đó, từ mình đo từ cái đỉnh thứ nhất tới cái đỉnh thứ 11 đó, là tổng cộng là 10 bước đó mọi người, 10 bước. Thì ở đây em đo 10 bước được là 6 cm nè. Thì mình chia ra một bước vậy đó là 6 mm hả? Đúng rồi, một bước vậy là 6 ly mọi người. Đó, thì cái này người ta kêu một bước 6 nè. Đó, thì bước 6 mình sẽ tiện được những cái răng chẵn là răng 1 nè, răng 2 nè, răng 3 nè, với răng 6 mọi người. 1 2 3 6, bước 1, bước 2, bước 3, bước 6. Tại vì số 6 nó sẽ chia hết cho những số đó, thì nếu mà chia hết cho số nào thì mình tiện được thôi. Ví dụ bước mọi người là bước 8 đi thì mọi người sẽ chạy được 1 nè, 2 nè, 4 nè, 8 nè, đó, 1 2 4 8. Đó. Còn bước 5 thì mọi người sẽ chạy được 1 25 chạy được không ta? 1 25 nè, rồi 2 rưỡi nè, 5. Đó, vậy đó. Nào bước 1 nữa. Vậy nha mọi người. Rồi bây giờ em cùng mọi người chạy thử cái này ha. Đó, thì cũng điều chỉnh gì vị trí số 0 hoặc là dập phấn y như nãy nha mọi người. Đó, giờ em cho máy chạy nha. Đó. Rồi bây giờ gạt vít me vô nè. Đó. Em đang chạy cái này là bước 2 nha mọi người. Rồi sau đó lùi về dao ra nè. Lùi dao về nè. Rồi kéo về. Cái gì à? Để em chỉnh tốc độ máy nó chậm xuống, này tốc độ này quá cao rồi. Hả? Kéo về ha. Rồi tiếp tục cho dao vô nè, nãy nhiêu quên mất rồi. À, gạt vít me xuống nè. Đó, nó vẫn vô im vô bước cũ, mọi người thấy không? Rồi thả vít me ra nè, lùi dao ra, rồi kéo về.
kéo về cho dao vào. Cái này nó rất là dễ luôn mọi người, thật sự cái này là mình sơ sơ là mình biết làm à. Rồi bắt đầu à, đó, vào nè, đó, tách ra lùi dao rồi trở về. Đó, tiếp theo lấy chừng nào đủ ren thôi mọi người, đây thì đơn giản quá rồi đó, lùi ra rồi về. Trang bạo bạo cho nó lẹ luôn nha mọi người. Mọi người cho ăn vừa vừa thôi thì răng nó sẽ mịn, nó sẽ đẹp. Còn bạo quá thì thành ra nó ăn hỏng quá, nó sẽ không đẹp. Trời đó mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn nè, rất là đẹp. Mình cứ lùi ra xả cái vít me ra thoải mái à, nó không có bị lệch đi đâu hết trơn á. Đó, đó là cái cách hai mà cũng là cái cách dễ nhất. Thì nhưng mà điều nó chỉ chạy được một số cái bước mà nó trùng với cái bước chẵn của vít me thôi nha mọi người, không có thể nào mà chạy 100% được. Đó, giờ em đổi sang cái bước bước ba em chạy trên cái khúc này cho mọi người xem thử ha. Chờ xíu em set up cái máy đã. Rồi, em đã set up xong cho nó chạy bước 3 rồi đó, em chạy thử đây ha. Đầu tiên cũng rà vô, cho máy chạy nè. Không, nhiều quá. Đó, rà vô để mình xác định cái vị trí không. Rồi, cho ăn 5, 10, 15 luôn cho lẹ nha. 5 nè. Rồi đó mọi người, thì em vừa chạy cái bước 3 đó mọi người. Đó, bước này bước 2 nè, bước này bước 3 nè. Thì mọi người cũng thấy là em nhả dao, nhả cái vít me ra luôn chứ không có sợ gì hết á. Đó. Đó, nó vào vẫn đúng bước nè, mọi người thấy nè. Đó. Rồi, thì Lễ xin phép chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Thì bữa nay em cùng mọi người trải nghiệm tới đây thôi. Nói chung là Lễ chia sẻ với cái tinh thần là cùng nhau phát triển, mọi người cùng nhau phát triển. Em biết em chia sẻ thôi. Mặc dù là cái này em mới biết tiện ngày hôm qua thôi, mới biết làm ngày hôm qua thôi. Thì hôm nay em đã làm cho mọi người coi rồi đó. Và em cũng là một cái tay rất là mới mẻ luôn. Trước giờ chưa biết tiện ren là gì luôn. Thì em học được bao nhiêu, em chia sẻ lại mọi người bấy nhiêu. Thì em cũng mong muốn là em cùng mọi người cùng tương tác với nhau, phát triển cùng phát triển chứ không gì hết. Còn anh em nào mà mình giỏi rồi đó, mình là dạng như thợ cơ khí lâu năm rồi thì thông cảm bỏ qua cho Lễ, nếu mà thấy Lễ có sai gì thì góp ý thôi, chứ mình đừng có mà nói chung là tỏ vẻ khinh thường đồ này nọ. Thật sự là nghề không ai giỏi hơn ai hết, chủ yếu là ai chịu học hỏi hơn ai thôi. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành.